kính chào quý khán giả đang đến với bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 7, tại ấp Đồng Cỏ Đỏ, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh, tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Du lịch Đồng Cỏ Đỏ. Hợp tác xã có 6 thành viên, vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Trong những năm đầu, hợp tác xã chỉ tập trung vào một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển loại hình dịch vụ du lịch, kết hợp mô hình nông nghiệp xanh, trồng các loại rau, cây dược liệu, hương liệu hàng năm. Đối với hoạt động dịch vụ trồng trọt, cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, hoạt động sau thu hoạch, xử lý giống, nhân giống và cung cấp giống, mua bán lương thực thực phẩm. Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh, danh sách thành viên của hợp tác xã, ra mắt hội đồng quản trị. Hợp tác xã thành lập hướng tới lấy lợi ích kinh tế, đồng thời gắn phát triển hợp tác xã với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nông thôn mới, không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. Để tạo hoạt động an toàn bổ ích cho học sinh trong dịp hè, với thông điệp chúng ta làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho thế giới này, bắt đầu bằng hành động bảo vệ môi trường. Ngày 20 tháng 7, trường liên cấp IGC Tây Ninh tổ chức sự kiện hè sắc màu đa quốc gia. Chương trình có sự tham gia, ban giám hiệu nhà trường cùng phụ huynh và học sinh trên địa bàn tỉnh. Đến với sự kiện hè sắc màu đa quốc gia, phụ huynh và các em học sinh được học tập trải nghiệm các hoạt động đầy sắc màu về văn hóa truyền thống, ẩm thực, trò chơi dân gian, âm nhạc, thể thao, đặc trưng của 16 nước đại diện của năm châu lục. Đồng thời, các em học sinh còn được trò chuyện với ban giám hiệu trường liên cấp IGC Tây Ninh về lợi ích khi học chương trình song ngữ. Trong sự kiện sắc màu đa quốc gia đã có nhiều tiết mục đặc sắc như hát, múa và biểu diễn trang phục đặc trưng của các nước. Trong dịp hè 2024, với mục tiêu mang đến cho các bạn học sinh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh một mùa hè hữu ích, trường IGC Tây Ninh tiếp tục triển khai sự kiện trong dịp hè như câu lạc bộ mỹ thuật vào thứ sáu hàng tuần dành cho các bạn học sinh đam mê hội họa, câu lạc bộ tiếng Anh ECBC English thứ bảy hàng tuần dành cho các bạn học sinh yêu thích có đam mê ngoại ngữ. Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen có chiều hướng gia tăng và diễn biến tương đối phức tạp. Trong 6 tháng đầu năm, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh đã khởi tố 21 vụ án lừa đảo trên không gian mạng, khởi tố 14 bị can với tổng số tiền 12 tỷ đồng. Đối với hoạt động tín dụng đen, công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức mở đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến ngày 15 tháng 3 năm 2024. Kết quả, công an Tây Ninh đang quản lý 64 đối tượng hoạt động đơn lẻ, hai nhóm 6 đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen, bắt 15 vụ 22 đối tượng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đã khởi tố 9 vụ với 11 bị can, xử phạt hành chính 6 vụ với 11 đối tượng. Thưa quý khán giả, một phiên chợ tái hiện lại khung cảnh mua bán thời xưa vừa được tổ chức vào chiều ngày 19 tháng 7 tại khuôn viên nhà hàng sinh thái Phước Lạc Duyên. Đa dạng các món ăn chay là mặt hàng đặc trưng được bán trong phiên chợ này. Được tổ chức định kỳ trong ngày 19 hàng tháng tại nhà hàng sinh thái Phước Lạc Duyên, phiên chợ xưa là nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi và thể hiện tài năng chế biến món ăn chay của các nghệ nhân. Đây còn là nơi trải nghiệm ẩm thực chay và tham gia các hoạt động thú vị dành cho người dân địa phương và du khách khi có dịp đến với Tây Ninh. Phiên chợ xưa bắt đầu lúc 16 giờ và kết thúc vào lúc 20 giờ hoặc có thể sớm hơn, tùy theo sức mua của mọi người đến tham gia phiên chợ. Điểm đặc biệt tại phiên chợ này đó chính là tất cả các món ăn được tiểu thương chọn bán đều là các món ăn chay rất ngon và hấp dẫn, phục vụ liên tục nhu cầu của khách đến tham gia. Có thể kể đến như bánh xèo, bánh khọt, mì cuốn, nem chay, các món ăn chiên xào và rất nhiều loại nước uống khác nhau. Tôi rất là thích cái phiên chợ xưa này bởi vì nơi đây cho tôi được những cái sản phẩm về sức khỏe. Hôm nay là ăn là no một bụng luôn đó. Mỗi gian hàng ăn chút xíu thôi nhưng mà rất là ngon luôn nha. Không chỉ đa dạng về số lượng, chất lượng các món ăn được bán tại phiên chợ xưa được ban tổ chức đặc biệt quan tâm nhằm mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho khách tham gia. Để có thể mua các mặt hàng được bán tại đây, du khách
sẽ sử dụng những chiếc lá hạnh phúc với mệnh giá là 10.000 đồng một lá. Với hơn 40 gian hàng tham gia, không chỉ có các tiểu thương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh mà phiên chợ lần này còn thu hút các tiểu thương tại các tỉnh lân cận, mang đến phiên chợ sự phong phú hơn trong các sản phẩm được bày bán. Thấy nó có mang những cái đặc trưng về vùng miền, cho nên là mình tham gia vào để cùng đóng góp nên một cái nét văn hóa mới, ủng hộ những cái tinh thần mới và những cái người dân mà người ta rất là thích làm những cái món ăn để mà truyền lan tỏa về ẩm thực chay của Tây Ninh. Hôm nay tôi đến với phiên chợ này thì tôi mang rất là nhiều sản phẩm thuần chay của công ty tôi đến để mà giới thiệu với tất cả người dân ở Tây Ninh, vì đây là cái nôi của sản phẩm chay. Mục đích mà để tổ chức phiên chợ hàng tháng á, thứ nhất á, là nhằm để cho mọi người nhớ về cái cội nguồn của mình, thì từ đâu mới có được ngày hôm nay. Phú Lộc Viên mong muốn là duy trì cái nét văn hóa này, bởi vì là mong muốn là mọi người có một cái nơi gọi là để ăn chay, vừa có thể ăn chay mà vừa có thể quay về cội nguồn của mình. Và cái thứ hai nữa là khi người khách du lịch tới đây chơi thì khi mà tới Tây Ninh thì họ sẽ nhớ tới Phú Lộc Viên, nhớ tới phiên chợ xưa, phiên chợ ẩm thực truyền thống. Và ngoài ra còn là một cái điểm cho mọi người trải nghiệm một cái không gian thoải mái để mọi người có thể vui chơi sau một ngày ẩm thực. Với mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của nghệ thuật chế biến món ăn chay tỉnh Tây Ninh đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, phiên chợ xưa là điểm hẹn ý nghĩa dành cho người dân và du khách lan tỏa lối sống xanh đến với cộng đồng. Thành phố Hà Nội đã bổ sung 15 khu đất mới quy mô lớn để đầu tư các dự án nhà xã hội tập trung, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật xã hội. Trong đó có 2 đến 3 khu xây nhà ở công nhân gần các khu công nghiệp. Mỗi khu đất dự kiến phát triển khoảng 2.000 căn, tổng 30.000 căn. Vừa qua, thành phố cũng phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án nhà ở xã hội độc lập với khoảng 1 triệu mét vuông sàn, chuẩn bị đấu thầu chọn nhà đầu tư. Thưa quý vị, nếu năm 2023 cả nước có 61 trường hợp tử vong do tai nạn trên đường cao tốc, thì chỉ trong 6 tháng đầu năm nay đã có 36 người thiệt mạng. Trong những ngày qua, trên một số tuyến cao tốc, những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra, khiến nhiều người thương vong. Để phòng ngừa tai nạn giao thông trên đường cao tốc, hạn chế những cái chết oan uổng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an khuyến cáo người lái xe cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng lái xe trên đường cao tốc, cần trang bị chắp nón để khi xảy ra sự cố, đặt cảnh báo phía sau xe, áo phản quang để lái xe sau quan sát được. Đồng thời, cần kiểm tra phương tiện, lộ trình trước khi lưu thông vào đường cao tốc, quá trình di chuyển phải chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường bộ. Những ngày qua trên địa bàn tỉnh Nam Định có mưa lớn khiến hàng ngàn hecta lúa mùa mới gieo sạ, mới cấy ở các địa phương, nhất là vùng trũng thấp bị úng ngập. Ngành nông nghiệp tỉnh Nam Định đang khẩn trương huy động mọi nguồn lực tiến hành tiêu nước chống úng, bảo vệ cho các diện tích lúa mới gieo cấy. Cánh đồng lúa đã gieo cấy rộng hàng trăm hecta này tại xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản bị ngập sâu trong nước từ 20 đến 30 cm trong 1 đến 2 ngày qua. Nếu trong những ngày sắp tới nước không rút thì khoảng 80% diện tích lúa của người dân trên địa bàn sẽ bị hỏng và phải gieo cấy lại. Gia đình là cấy một mẫu ruộng thì chỉ được một sào ruộng là cấy thì là an toàn, còn 9 sào là hiện tại đang ngập hết. Đấy. Còn nếu như ngập hết trong thời gian 1-2 ngày tới mà cạn được ấy, thì còn khắc phục được. Còn tại xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, toàn bộ 480 hecta diện tích lúa mùa của hợp tác xã cũng ngập trong nước. Mặc dù đã huy động hệ thống máy bơm hoạt động liên tục nhưng không hiệu quả do mực nước ở sông cao hơn so với nước ở các cánh đồng. Đến nay là toàn bộ diện tích của 480 ha của toàn hợp tác xã Nghĩa Thái hiện nay đã ngập sâu trong nước. Dự kiến của chúng tôi là đơn vị xóm 5 là khoảng 20% là tổng diện tích của toàn xã là cứu được. Tính đến ngày 18 tháng 7 đã có trên 34.000 hecta lúa tại Nam Định bị ngập sâu trong nước. Để giảm thiệt hại cho lúa mùa, tỉnh Nam Định đã yêu cầu các công ty thủy nông sử dụng các loại máy bơm công suất lớn để tiêu nước nhanh nhất trên những chân ruộng thấp trũng,
đồng thời chuẩn bị sẵn sàng giống để gieo cấy lại nhằm bảo đảm khung thời vụ. Tiếp theo là một số thông tin thế giới đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Nhà chức trách Singapore cho biết đã xảy ra va chạm giữa hai tàu chở dầu cỡ lớn ở vùng biển ngoài khơi nước này trong sáng ngày 19 tháng 7, dẫn đến hỏa hoạn trên tàu Hafnia Nile đăng ký tại Singapore. Hải quân Singapore đã kịp thời ứng cứu, đưa người bị thương và các thủy thủ đoàn về đất liền an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Cùng ngày, hỏa hoạn đã xảy ra tại một nhà máy hóa chất ở tỉnh Bolinia, cách thành phố Barcelona của Tây Ban Nha gần 50 km về phía nam. Ngọn lửa bùng phát lúc 3 giờ sáng và nhanh chóng lan sang các khu vực lân cận. Lực lượng cứu hỏa phải mất hơn 4 tiếng mới khống chế được đám cháy và hiện khu vực hiện trường đã được phong tỏa để ngăn chặn hóa chất độc hại lan ra môi trường. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.